Tờ lực Bookstore và Đinh Quang Thái trên trọng kính chào quý khán giả. Hôm nay là thứ năm 11 tháng 8 năm 2022. Kính mời quý vị theo dõi một câu chuyện trong ngày. Chúng tôi chọn chủ đề hôm nay là hết khôn lại dồn đến dại. Theo định nghĩa của đại từ điển tiếng Việt, hết khôn lại dồn đến dại ám chỉ một người, một tập thể không còn sáng suốt nữa, có hành động, có lời nói dại dột, mù quáng. Đưa một thí dụ, người ta nói rằng hết khôn dồn đến dại chúng nó bày ra cái trò nhố nhăng nào đó vân vân thì thưa quý vị cái trò nhố nhăng mà chúng tôi muốn nói ở đây và sắp trình bày hầu quý khán giả đó đó là việc nhà cầm quyền thành phố hà nội tuyên bố sẽ tái lập hệ thống loa phường mấy ngày vừa qua thì phải nói rằng các bản tin của các hãng Uh, tin và đài phát thanh tiếng Việt. Ví dụ như BBC, uh, RFI ở bên Pháp, RFA, ở bên Mỹ, ở VOA đều có đề cập đến cái tin mà nhà cầm quyền Hà Nội muốn thiết lập lại loa phường. Báo chí trong nước do nhà nước um, quản trị cũng có đề cập đến chuyện này và có ghi nhận phản ứng của nhiều tầng lớp người dân chung quanh cái chuyện mà tái lập loa phường một cái bài mà chúng tôi đọc được trên trang tiếng việt của ban việt ngữ đại arab a đó là bài bình luận của jack shari abuja jack shari abuja là giáo sư tại đại học chiến tranh quốc gia hoa kỳ ở thủ đô washington và hiện nay là một trong những người giảng dạy tại đại học Georgetown. ông viết cái bài này và ông mở đầu bằng cái câu rằng làm sống lại thói quen kiểm soát thông tin cũ phản ánh sự bất an của đảng cầm quyền tại Việt Nam. Bài viết của giáo sư Abuja có một đoạn sau đây: Gần đây, chính quyền thành phố Hà Nội tuyên bố sẽ tái lập hệ thống loa phường một thời gian có mặt ở khắp nơi và là phương tiện chính trong hoạt động thông tin và tuyên truyền của chính phủ. Đây là một chứng tích của quá khứ cũ nát và bị bỏ mặc từ đầu năm uh, 2000 tuyên bố đưa ra hồi cuối tháng 7 đã gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người, đồng thời kèm với sự chế nhạo của dân chúng. Nhưng nó nói lên rất nhiều điều về chế độ Cộng sản, sự bất an của đảng này và con đường dẫn đến quyền lực. Đối với một chính phủ chủ trương hướng đến một tương lai công nghệ cao cho Việt Nam trên cơ sở chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì việc sử dụng những chiếc loa phóng thanh đơn điệu dường như không là một phương thức thông tin tinh tế. Vì sao lại sử dụng một phương tiện truyền thông lỗi thời vào cái thời điểm có những nguồn thông tin thay thế trên khắp các nền tảng của điện thoại thông minh? Thưa khán giả, à, giáo sư Abuza viết tiếp rằng ở mức độ đơn giản nhất thì chúng ta có thể hiểu đây là một nỗ lực của Đảng Cộng sản nhằm quay trở lại thời kỳ mà nhà nước dễ dàng độc chiếm môi trường thông tin độc chứng môi trường thông tin có nghĩa là thưa quý khán giả họ triệt tiêu tất cả những tiếng nói nào mà không loan những cái tin do đảng và nhà nước chấp thuận. Nói một cái khác những tin tức mà trái chiều với chế độ đó thì sẽ bị trừng phạt. Theo các tổ chức theo dõi quốc tế thì nhà nước cộng sản Việt Nam là một trong những chế độ mà có một cái môi trường báo chí không lành mạnh. Và Việt Nam báo chí bị đàn áp khắc nghiệt nhất trên thế giới. Tổ chức phóng viên không biên giới xếp Việt Nam ở vị trí 174. Ủy ban bảo vệ nhà báo ghi nhận 23 nhà báo bị bắt giữ trong năm 2021. Tổ chức Freedom House xếp Việt Nam ở vị trí 22 trong tổng số 100 quốc gia về tự do internet, chỉ hơn một số nước thôi tức là hơn Iran, hơn Myanmar và hơn Cuba, hơn cái gì chứ hơn Iran và hơn miến điện cũng như hơn Cuba về mặt internet thì chẳng có gì là hãnh diện cả. Giáo sư Jackshari Abuza nhận xét rằng việc tái lập cái hệ thống loa phường cũng cho thấy sự bất an từ phía nhà nước Hà Nội và họ có nhiều thứ để lo lắng bất an. Từ khán giả những người nào mà đã từng sống tại Việt Nam Ờ, ở ngoài Bắc thì khỏi nói từ lúc mà nhà, nhà, nước Cộng sản chiếm chính quyền cho tới 75, tức là ngày mà họ chiếm luôn miền Nam đó. Cái loa nó đã trở thành một cái nỗi ám ảnh của người dân ngoài Bắc. Sau năm 1975, từ Sài Gòn cho tới các thành phố lớn, cho tới các thôn thôn xã ở dưới quê, loa phường nó là một cái điều mà người dân họ kinh hãi. Chúng tôi nhớ rằng sau năm 1975, 5 giờ sáng là nghe tiếng loa ra rả, đưa ra những cái chủ trương phường phải làm cái gì bán cá ở đâu mấy giờ đồng bào phải đi ra tập trung để chỗ nào mua cá rồi sau đó họ đọc những cái bài xã luận trên bài bình uh, trên trên tờ báo gọi là nhân dân chẳng hạn hay là tờ công an thành phố lúc nào cũng chỉ biết có một điều là ca ngợi đảng và nhà nước mà thôi và xem ông hồ như là một cái thứ thánh sống tóm lại cái tiếng loa phường phát thanh một giờ sáng giờ trưa giờ tối và đưa ra những cái thông báo trong ngày đó nó ám ảnh dân chúng kinh khủng vào năm 2000 người ta đã tưởng thoát khỏi được cái hệ thống loa phường này thì bây giờ ủy ban nhân dân tại hà nội lại muốn tái thiết lập hệ thống loa phường chúng tôi đọc một số những bình luận ở trên các uh, tờ báo uh, một số bình luận ở trên các đài phát thanh quốc tế và trên các facebook thì chúng tôi xin trích um, hai đoạn sau đây trong uh, cái trang của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do RFA có một tác giả lấy tên là Viết từ Sài Gòn. Tác giả viết một bài rất dài, chúng tôi trích một đoạn như sau. Không nói ra thì ai cũng hiểu. Chỉ một vài người lãnh đạo là không hiểu. Thời đại phát triển, nhất là công nghệ thông tin ngày càng rộng, từ chương trình truyền hình xem miễn phí cho đến chương trình có trả tiền, chất lượng hình ảnh cũng như độ rộng về tính giải trí, hay một số tính năng khác cũng vượt xa cái thời xa xưa thế mà cứ tưởng tượng bạn đang ngồi xem tv đùng một cái cái loa ngoài gốc mít ngoài uh, cái chạm điện nổi lên át mọi thứ âm thanh chung quanh nó bởi cái loa sắt chưa bao giờ rời bỏ tính chiến đấu và chức, chức năng tuyên truyền của nó nên công suất của nó độ rụt rè độ khó chịu và ám ảnh của nó thì thôi miễn bản mọi thứ trở nên tù túng gò bó trong cái giới hạn của ai đó đặt lên mọi sinh hoạt của bạn và gia đình của bạn cũng như cộng đồng chung quanh bạn trong cuộc đời này không có thứ gì đáng sợ cho bằng việc phải thụ động hít khói thuốc lá của ai đó hút hoặc là thụ động đón nhận lời tuyên truyền hay giáo huấn hay lên lớp của một ai đó mà chúng ta không có lựa chọn nào khác Tác giả viết từ Sài Gòn kết luận rằng: Một đất nước bị nhiễu loạn thành âm thanh, người ta tìm cách nhét vào tai người khác những gì họ không muốn nghe, đó là đất nước ô nhiễm, bệ rạc và khó có cơ hội phục hồi nếu như sự ô nhiễm đó vẫn cứ phát triển đều, vẫn tồn tại với thời gian. Trong uh, trang của Đài VTV uh, có một người Facebook tên là ông Tà Lã thì viết như thế này: phát điên vì loa phường, chỉ một nội dung phát hàng tháng trời, đa phần nội dung không phù hợp với cư dân thành thị. Đã thế, lại phát âm thanh rất lớn khi quảng cáo, người dân nhức cả đầu. Ngày phát hai lần, mỗi lần một tiếng đồng hồ, ngay lúc sáng sớm và buổi trưa, lúc người dân đi làm về cần nghỉ ngơi, thì la om sòm lên, người dân bị stress nặng mà không tắt đi được đúng là cách nhồi nhét rất không phù hợp. Mấy cái loa đâu có gắn ngay nhà ông chủ tịch phường đâu mà họ biết họ thấu trời. Thì quý khán giả, chúng ta cứ tưởng tượng vào cái năm 2022 này. À trong lúc à, không thể phủ nhận được rằng cái đời sống của người dân ở trong nước đó à kể từ khi mà nhà nước cộng sản Việt Nam bắt buộc phải tuyên bố đổi mới năm 1986 Lúc đó thì Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Văn Linh tuyên bố một câu xanh dần đổi mới hay là hay là chết. Tức là chấp nhận một cái nền kinh tế tự do. Nhưng mà cũng gắng gượng phải sửa đổi lại dùng một cái chữ là một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là cái cách nói lưỡi gỗ, cách nói lý cho bằng được thôi. Và tất cả những cái gì mà của thế giới Tây phương, sản phẩm Tây phương vân vân đều được người dân trong nước chào đón một cách nồng nhiệt đó là chưa kể khi mà có cái sự mở cửa các viên chức cao cấp của đảng cộng sản đi ra đi vào ngoài quốc xong đi trở về đó thì hơn ai hết họ thấu hiểu rằng tất cả những cái tuyên truyền về chủ nghĩa mác về cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh về Mao về Cuba vân vân đó, đó đều là những thứ nhảm nhí cả nhưng mà đảng cộng sản Việt Nam vẫn phải dựng một cái xác của một người bây giờ đang nằm tại Quảng trường Ba Đình ai cũng biết là ai rồi và dùng đó như là một cái thứ tư tư tưởng để xuyên suốt chỉ đạo cho cái sinh hoạt uh, của đất nước ngày hôm nay và bây giờ cái tưởng tượng họ đem tất cả những cái chuyện đó họ lại nhảy họ phát lại trong những cái loa phường thì chắc là đó là một hình thức tra tấn người dân một cách tàn nhẫn nhất tôi rất tâm đắc với cái bài uh, viết của giáo sư Jack Abuza Abuja ông nói rằng làm sống lại thói quen kiểm soát thông tin cũ phản ánh sự bất an của đảng cầm quyền tại Việt Nam. Ông còn nói, uh, việc tái lập hệ thống loa phường cũng cho thấy sự bất an từ phía nhà nước Hà Nội và họ có nhiều thứ để lo lắng và bất an. Thưa quý giả dạ, uh, cho phép chúng tôi được giới thiệu uh, đây là tựa của một cuốn sách, lời ai điếu tác giả là Lê Phú Khải. Trong cuốn sách này, đó, ông Lê Phú Khải cho biết ông là một người đã từng làm trong hệ thống phát thanh, tức là radio của nhà nước Hà Nội từ nhỏ cho tới lúc mà về hưu gần đây. Năm nay ông cũng gần 80 tuổi rồi. Trong cuốn sách ông nói rằng mỗi một lần họp của gia đình ông đó, từ ăn giỗ ăn Tết vân vân trừ cái cột nhà thì nó không phải là đảng viên thôi. Mọi người đều là đảng viên hết, chứng tỏ rằng Lê Phú Khải sinh ra trong một cái gia đình mà cái số lượng người gia nhập Đảng là là đặc kịt trong cái dòng họ Lê của ông ông Lê Phú Khải. Nhưng mà đây là cái câu cuối cùng của cuốn sách liên quan đến cái loa phường mà chúng tôi nghĩ rằng xin phép được đồng đọc nguyên văn để hầu quý khán giả từ lực bookstore. Ông Lê Phú Khải viết những dòng cuối cùng sau đây trong cuốn sách tổng cộng là 567 trang. Ông viết sáng sớm ngày 14 tháng 9 năm 1985. Tôi, tôi tên là Lê Phú Khải đó. Tôi đang ở bến đò Cà Mau để chờ ghe đi năm căn thì nghe tin đổi tiền. Mới tối hôm trước đài phát thanh tiếng nói Việt Nam là cơ quan tôi làm việc còn loan báo rằng không có chuyện đổi tiền đồng bào đừng nghe kẻ xấu tung tin đổi tiền vậy mà sáng hôm sau 14 tháng 9 năm 1985, chính cái đài phát thanh ấy lại hô hào nhân dân đến các trạm đổi tiền để đổi tiền. Một bà cụ ở dưới ghe đã chỉ tay lên cái loa đang loan tin đổi tiền đặt ở phía trên bờ. Bà chửi rằng, cái loa này nó nói dốc còn hơn con điếm. Lê Phú Khải kết luận rằng, tôi đã phải sống với con yếm điếm ấy cả đời người mình. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nhà sách Tự lực Hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Tiểu thuyết vô đề của nhà văn Dương Thu Hương. Tiểu thuyết vô đề nhắm vào phần cốt lõi của huyền thoại mà cộng sản gọi là chống mỹ cứu nước, vạch trần mặt trái của những lý tưởng cao đẹp, mặt sâu của những khải hoàn môn, mặt rạn nứt của những mỹ từ, những khẩu hiệu trống rỗng, tổ quốc, nhân dân, chính nghĩa vì người ta đã lạm dụng và dày xéo quá nhiều. Tiểu thuyết vô đề không chỉ viết cho một thế hệ thanh niên bất hạnh mà viết cho nhiều thế hệ khác, từ những bà mẹ bị cưỡng bách dưng con đến những người cha hân hoan đem con mình nộp cho khải hoàn môn chiến thắng, đến những người con gái tàn phai nhan sắc đánh mất cuộc đời trong mỏi mòn đợi chờ. Tiểu thuyết vô đề viết cho người dân quê miền hậu tuyến cả đời đem hai chữ hy sinh đổi lấy nghèo nàn cơ cực chậm tiến trong mức sống và giáo lý thời Trung Cổ. Tiểu thuyết vô đề viết về những phận người bị cướp đoạt lẽ sống, cướp đoạt tình yêu, cướp đoạt hạnh phúc, tất cả ngập ngụa, thoi thóp trong không gian băng hoại của xã hội chủ nghĩa miền Bắc trong chiến tranh. Tiểu thuyết vô đề là lời từ thuật của một người lính bên kia chiến tuyến, cho nên có những đoạn, những lời đối thoại có thể gây bất bình đối với cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản, và nhất là đối với các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tác phẩm Tiểu thuyết vô đề của nhà văn Dương Tu Hương hiện đang được bán tại nhà sách tự lực, địa chỉ là 14318 Broker Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại để quý độc giả gọi vào mua sách là 18882047749 chín và 714-676-8310. Độc giả xa muốn mua sách xin vào trang mạng của nhà sách tự lực www.tựlực.com

bây nữa ui Còn trời vào. đấy bạc nó này giỏi thật thôi <laughs> nói này thôi vào buộc chặt vào mấy vòng vào vòng nữa thế thôi thế thôi không nên đây lấy dao sao? chọc dao thế cạnh cũng sao, sao? Nhưng, nhưng ra. Đấy. đấy bắt đầu chọc đi ông chọc đi trong đấy Nới, chảy ra thì này cái này ra đi cho Xem tiết nó phải chảy ong ốc cơ Ừ, đánh cành nhỏ nằm ừ, thôi nữa vào hướng ấy, ra ngoài có tí tiết ra ngoài hết. cho ra vào lách ừ, nó, nó ra, ra. đấy ừ, nó dốc rồi ra, Nhiều. ra đấy giờ bắt đầu nó còn thở